Thưa quý vị và các bạn, nằm ở vị trí có hàng chục mét mà tiền đường nhìn ra biển thuộc thị trấn Cửa Việt. Dự án Aquatina Cửa Việt Beach and Resort đã bỏ hoang dang dở nhiều năm nay. Như quý vị và các bạn cũng đang thấy ở sau lưng tôi là một trong những căn nhà Việt cổ đã được xây dựng. Tuy nhiên do bỏ hoang nhiều năm cùng với là thời tiết thì đã làm cho nhiều hạng mục của những cái căn nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng, và việc bỏ hoang không sử dụng nhiều năm cũng khiến cho khung cảnh ở đây trở nên ảm đạm và nhếch nhác. Hàng chục căn biệt thự Việt cổ đã xây dựng nhưng bị bỏ hoang nhiều năm trở nên hoang tàn, nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng, cây dài mọc um tùm, rậm rạp. Cả khu đất rộng hơn 32.000 m² ảm đạm và nhếch nhác ngay trước khu vực bãi tắm số 2 thị trấn Cửa Việt. Những hình ảnh này khác xa hoàn toàn với sự kỳ vọng và những lời quảng cáo ở thời điểm dự án được cấp chủ trương đầu tư, đó là sẽ tạo nên điểm nhấn cho du lịch Cửa Việt. Một dự án nằm trong khu đất vàng triển khai sang dở rồi bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí rất lớn về nguồn lực đất đai và làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế của thị trấn. Đối với các dự án này thì ít nhiều nó cũng có ảnh hưởng đến cái vấn đề phát triển về du lịch trên địa bàn của thị trấn Cửa Việt. Vì mục tiêu của thị trấn Cửa Việt là đặt cái vấn đề về phát triển thương mại dịch vụ du lịch là trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Như thế mà nếu các cái đơn vị doanh nghiệp nó nằm trên cái khu dịch, đặc biệt là khu dịch vụ du lịch biển mà không được đầu tư để nhãn nhở như thế thì nó cũng một có phần nào đó nó ảnh hưởng về cái mỹ quan. Dự án Aquatica Cửa Việt Beach and Golf Resort của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hoàng Hà Quảng Trị nhận chuyển nhượng tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hà Hà Nội. Dự án được Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Trị cấp quyết định chủ trương đầu tư năm 2019. Sau khi được cấp phép, công ty Hoàng Hà Quảng Trị đã thực hiện nhiều hạng mục xây dựng thuộc phân khu du lịch sinh thái biển Cửa Việt. Tuy nhiên, một thời gian sau đó thì dự án cũng ngừng triển khai hoàn toàn. Dự án thì hiện nay cũng thấy đang còn rất là chậm. Cho nên về cái lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng rất là mong muốn các cấp các ngành cũng như cái chủ đầu tư của dự án thì sẽ tiếp tục để rồi triển khai cái dự án để cho cái hoàn thiện trên cái vấn đề cái dịch vụ du lịch biển nằm trong cái khu dịch vụ du lịch của tỉnh đã được quy hoạch trên cái địa bàn của thị trấn Cửa Việt. Để như thế là cũng khá là lâu rồi. Không biết lý do, tất nhiên là về cái vấn đề cái nguồn lực của nhà đầu tư như thế nào, nhưng để rồi thì thấy là người dân kể cả cán bộ và dân ở đây thì thấy gần về lãng phí về cái vấn đề đất đai ảnh hưởng đến cái vấn đề là bộ mặt của cái khu dịch vụ du lịch Cửa Việt trong cái giai đoạn hiện nay cũng như là thời gian sắp tới. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thống nhất chủ trương cho phép gia hạn thực hiện dự án với điều kiện nhà đầu tư phải chứng minh được đầy đủ các yếu tố pháp lý về mặt tài sản, có cam kết trách nhiệm, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện dự án. Mong rằng dự án sẽ sớm được triển khai trở lại.